Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Akobi. Và hôm nay Soba sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa ra mắt phiên bản Alpha Test lần thứ 2 có tên gọi là Apex Girls, một con game nhập vai thẻ tướng rảnh tay lấy chủ đề khoa viễn tưởng. Đấy, và game có đồ họa theo kiểu style manga nhé mọi người nhé. Đây, mình sẽ bỏ qua phần cốt truyện đi. Thì đây là phiên bản beta lần thứ 2 của game này rồi. Đó, chúng ta sẽ có các nhân vật nữ vẽ rất đẹp theo kiểu style manga ấy mọi người. Vẽ đẹp nha, nhân vật vẽ đẹp nha. Rồi, mình sẽ đặt tên nhân vật này, sói bạc, và confirm. Game thì chơi theo kiểu màn hình ngang. Chúng ta sẽ có nhân vật vẽ, mình thấy hình như là chỉ có nhân vật nữ thì phải. Vẽ rất là đẹp và chi tiết. Đấy, nhưng mà về cơ bản thì lối chơi con game này là dạng game thẻ tướng rảnh tay nha mọi người nhé. Các bạn sẽ đi chiêu mộ nhân vật, xây dựng đội hình và chiến đấu để gọi là xây dựng đội hình. Rồi, tiếp tục nha. Ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài này, chúng ta sẽ có phần gacha. Đấy, các bạn này chiêu mộ ra những cái nhân vật các bạn mong muốn thì các bạn sẽ được một lần free gacha đầu tiên. Ủa, nó bắt phải kéo thả này. Sau các bạn có thể skip lại đây, phần đầu nó bắt hơi lòng ngoằng thôi. Đây, chất tướng thì nó cũng sẽ chia ra các phẩm chất R, SR rồi SSR thôi. Đó, nói chung là bạn nào mà hay chơi game thể tướng nhiều thì không khó để làm quen với con Apex Girls này đâu, vì nó rất là dễ. Đây, cho thêm tướng mới vào này. Đó, tổng cộng là tối đa đội hình 5 người nhé mọi người nhé. Và nó cũng chia ra các vai trò như gọi là tấn công, đỡ đòn, hỗ trợ. Đấy, rồi chia ra các cái chủng tộc nữa, tí nữa mình sẽ tìm hiểu cái phần đấy sau. Về hiệu ứng hình ảnh thì mình đẹp nhá, đặc biệt là những cái hiệu ứng kỹ năng chiến đấu ấy, con Apex Girls này làm rất tốt. Một con game mang style manga như này thì dành cho những bạn nào yêu thích văn hóa Nhật Bản, văn hóa manga Nhật Bản. Rồi các bạn sẽ có nút dispatch này thì bấm phát là nó sẽ tự động thiết lập đội hình theo cái lực chiến của nhân vật ấy. Đấy, cũng khá là tiện, nói chung là game này thì nhàn lắm. Đây, có tăng tốc này, có thậm chí là khi các bạn là VIP 1 hoặc là vượt qua ải 1.20 thì các bạn sẽ có nút bỏ qua nhanh trận đấu. Tức là game này thì phần chiến đấu này nó sẽ rất là nhanh thôi, và nó sẽ tập trung nhiều vào việc là các bạn đi chiêu mộ cũng như là đi nâng cấp các cái nhân vật của mình. Đây, có phần shop này, mua vật phẩm này. Rồi chúng ta sẽ đến phần nâng cấp nhé. Đó, các bạn hãy nâng cấp nhân vật mình lên. Ví dụ như đây mình sẽ nâng level cho nhân vật này. Nâng lên level 10 thì các bạn sẽ đột phá. Đột phá để mở giới hạn level, tăng cường chỉ số cũng như là sẽ có thể mở khóa kỹ năng của nhân vật nhé. Còn đây là phần lắp trang bị này. Các bạn thấy đơn giản không? Game cực kỳ đơn giản luôn. Rất là đơn giản và dễ chơi, nhưng mình không hiểu tại sao con game này beta lắm như vậy. Không hiểu tại sao luôn. Rồi chúng ta có bảng nhiệm vụ này. Bắt đầu lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Game nó chơi thật sự là rất là đơn giản luôn, cũng không có quá nhiều điều để nói về con Apex Girls này. Tuy nhiên là mình nghĩ là đa phần anh em chơi vì cái đồ họa game này, vì cái chủ đề game này, một đề tài khoa viễn tưởng này, rồi cái đồ họa mang style manga. Nhân vật lúc vào chiến đấu thì nó làm theo kiểu chibi, nhưng mà hiệu ứng chiến đấu đẹp thật, mình phải nói là đẹp, nó mang hướng hiện đại, đẹp mắt. Game này thì rất là nhẹ nhá, game này thì rất là nhẹ trên mobile thôi. Đây, được tặng 10 vé quay tướng này, là quay phát luôn. Tí nữa mình sẽ xem phần tỷ lệ. Đây, có thể bỏ qua phần animation quay tướng này. Đó, được một tướng SR anh em ơi, tướng cam Irena. Đấy, các bạn có tướng mới rồi. Như vậy game này nó sẽ tặng vé quay tướng thông qua việc là các bạn vượt ải hoặc là hoàn thành nhiệm vụ trong game, thì nó sẽ tặng cho một số cái vé quay tướng. Ngoài ra thì các bạn có thể tích kim cương này, hoặc là nhanh nhất thì là nạp vào. Đó. Ui, mạnh đấy. Nói chung là những ải ban đầu thì khá là dễ đâu, khá là đơn giản, sau này nó sẽ khó hơn. Đây, mình sẽ ra phần, mình sẽ xem phần tỷ lệ nhá. Ồ, đây, tướng cao nhất tướng đỏ anh em ạ. SSR như là phẩm đỏ, đỏ, vàng, tím, xanh dương. Ồ, số lượng nhân vật mình thấy cũng khá là nhiều. Mình đang mò cái phần tỷ lệ cơ. À, SSR là 4% nhá anh em nhá. Và quay 40 lần thì chắc chắn là sẽ được. Nếu như các bạn trong 4% đấy mà 4 không quay được ấy, thì chắc chắn 40 lần thì sẽ ra một tướng SR. Đấy, thì tỷ lệ 4% thì mình nghĩ là cũng không phải là cao. Thường thì 5% cơ, nhưng mà này 4% thôi. Đấy, nâng cấp này. Đấy. Bạn nâng cấp các nhân vật của mình lên nhá, mặc trang bị này. Đó. Các bạn thấy là nhân vật toàn chỉ có nhân vật nữ nhá. Tên game là Apex Girls thì chỉ có nhân vật nữ thôi mọi người ạ. Rồi. Đấy, nhận quà này. Rất là nhiều quà đây. Rồi chúng ta có phần một số gói quà tặng dành cho người chơi mới. Đây bản beta thời gian thì nó không tặng cái gì cả. Đây là quà online này. Đây là các cái gói, đây là cái hoạt động gì đó mình cũng không rõ lắm.
Đó, đơn giản vậy thôi. Sau này thì game nó sẽ có thêm các hoạt động như kiểu là bang hội Legend này, arena đấu trường, còn đây là các hoạt động hàng ngày này, khoảng 3, 6, 10, 10 hoạt động. Đấy, các hoạt động hàng ngày thì sau này các bạn mở khóa đủ level thì các bạn sẽ mở khóa các hoạt động này ra thì tham gia trải nghiệm mỗi ngày. Mình thấy là 10 hoạt động này cũng đủ chơi rồi, cũng không phải là ít. Thực sự là cái con Apex Girls này thì nó chỉ đơn giản vậy thôi nha anh em nhé, nó cũng không có gì đặc biệt cả. Chủ yếu là bạn nào mà thích style đồ họa manga thì thích rồi. À đây, xem khắc chế này. Chúng ta sẽ có vai trò là Paladin là đỡ đòn này, support hỗ trợ này, Defension này, và Assault là tấn công thì đứng hàng sau, còn đỡ đòn và hỗ trợ thì đứng hàng trước. Ngoài ra chúng ta sẽ 4 phe, thật ra 5 phe, nhưng mà cho đấy 4 phe khắc chế lẫn nhau, Void, Inferno, Rakan và Phantom khắc chế lẫn nhau. Ngoài ra có một cái phe đặc biệt là Nebula thì là sẽ không bị ảnh hưởng, làm phe riêng, không bị ảnh hưởng bởi các phe còn lại. Nói chung là bạn nào chơi game thẻ tướng thì không khó để hiểu được cái con Apex Girls này nhá, nó rất là đơn giản luôn. Đấy, con game này chơi vì cái đồ họa thôi, về cái tạo hình nhân vật, chỉ nhân vật nữ nhìn nó rất là sexy. Đấy, rồi cái hiệu ứng chiến đấu thì cũng có phần đẹp mắt thế thôi. Còn lại thì lối chơi rất là quen thuộc của dòng game thẻ tướng giành tay hiện nay, không có gì đặc biệt cả. Đấy, nhưng mà nó đơn giản vậy thôi, thì nó là game mobile thì nó cũng chỉ cần sự đơn giản như vậy thôi. Và thực sự thì game thẻ tướng bây giờ nó vẫn thu hút được anh em game thủ, anh em gọi là game gacha đấy. Đấy, thì các bạn cứ vượt ải thôi, dần dần thì nó sẽ mở lên cấp này, mở khóa các tính năng mới. Thì bạn nào mà quan tâm ấy, mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn chơi thử bản beta nhé. Các bạn sẽ phải cài file APK bên ngoài chứ chưa thể tải trực tiếp trong store đâu. Game này không có tiếng Việt nhưng mà mình không cần tiếng Việt thì các bạn thấy chơi tốt. Ok, ở đây thì mình sẽ tiếp tục đánh nhé. Nói chung là game không có gì quá nhiều điều để mình giới thiệu. Và sau này thì sẽ có thêm nhiều tính năng hơn. Đấy, thì các bạn nào muốn chơi thì có thể nghịch thử thôi chứ còn. Đây, đánh thêm một chút nữa này. Đó, các bạn thấy không? Game rất là đơn giản luôn, thề. Đấy. Rồi, các tính năng tí nữa nó sẽ mở thêm các hoạt động hàng ngày ấy. Game này thì cũng có cốt truyện nhưng mà mình nghĩ là chả ai quan tâm đâu. Thực sự chả ai nghe nào quan tâm. Nhưng mà mình thích cái thiết kế nhân vật của game này thật. Đấy, thiết kế nhân vật rất đẹp, kể cả những nhân vật chính là tướng của bạn nhé. Hay là những cái con quái vật nó mang đậm chất robot ấy các thứ. À đây, game có phần gợi ý đội hình này. Đấy, các bạn này chơi theo cái đội hình mà game gợi ý nhá. Rồi làm sao để mạnh hơn này, game nó hướng dẫn rất là đầy đủ luôn dành cho người chơi mới. Đấy, rất là tiện luôn, thề. Đây, đánh nốt cái này hình như là nó sẽ mở khóa một cái hoạt động mới thì phải. Nếu như mình không nhầm, nó sẽ mở khóa một cái hoạt động tên gọi là Relic gì đây. Đây có phần và phần Archer này, phần Relic này thì đã là một cái phó bản khiêu chiến đấy mọi người. Các bạn sẽ khiêu chiến và nhận quà thôi. Đấy, các bạn sẽ khiêu chiến boss. Rồi, bấm vào khiêu chiến. Cái này thì các bạn anh em có thể ấn skip bỏ qua nhanh được nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đấy, các bạn có thể bấm skip bỏ qua nhanh là được. Ok. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc nha. Bạn thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh App Kobe. Em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ độc quyền ở FK Mobile. Community game tuyệt vời hoang mỹ. Nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi. Vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.